các bạn, cảm ơn các bạn đã click vào xem video của Như nha. Video ngày hôm nay Như sẽ cập nhật tổng hợp tất cả các phiên bản Sơn 3D của dòng Honda Sonic cũng như là giá xe của cái thời điểm đầu tháng 6, cuối tháng 5 và đầu tháng 6 cho các bạn, để các bạn cập nhật lại ha. Thì hiện tại dòng Satria này, Sonic nè, thì các bạn biết rồi đó, thị trường thì đang có vẻ là đang tăng ở cái phiên bản, những cái phiên bản này. Thì bây giờ thì Như sẽ cập nhật giá luôn cho các bạn, kèm theo là những cái mẫu mà bên Như mới vừa về rất là đẹp luôn ha. Đầu tiên cái phiên bản mà phải nói là bên Như bán chạy nhất ha, là hai cái phiên bản này, màu trắng đen ha. Các bạn xem nha, cái phiên bản đầu tiên là màu trắng đen. Nhiều bạn hay đến cửa hàng hỏi như là có màu trắng ngọc trinh không á chị á. Thì đây, phiên bản là phiên bản màu trắng đen ha, như gọi là trên cà vạt em nói là trắng đen thôi. Em này thì rất là đơn giản, các bạn như thấy là thiết kế rất là đơn giản luôn ha. Bao trùm là nguyên một cái màu trắng và chỉ có cái logo của Honda với lại chữ Sonic được sơn màu đen như thế này thôi. Tất cả còn lại thì đều là một màu trắng ha. Đó, như thấy nhiều bạn chọn cái màu này nè để các bạn dễ lên đồ chơi á, nhìn nó nổi hơn á. Thì bạn nào mà muốn độ lên đồ chơi thì các bạn có thể chọn những cái phiên bản màu sắc nó nhã nhặn đơn giản thế này, thì các bạn khi mà các bạn độ đồ chơi lên á, nhìn nó sẽ rất là nổi ở cái con xe ha, nó không có bị gọi là rườm rà á, hay nhiều bạn gọi là nó hơi bị lố quá á. Thì các bạn thấy nè, em này được lên một cái bảng tên titan nè, rồi tất cả các viền đều là ốp titan hết, với lại ba con ốc chản ba này ha, ốc ghi đông chị nhầm ha, ốc ghi đông nè đó, và ba ga nữa, rồi chống đổ nữa nè ha. Đó, cái này là như thế là lên, như thế này là lên xương xương thôi, không như thấy có nhiều bạn lên còn nhiều hơn nữa ha. Đó, nhìn nó sẽ nổi bật cái phần mà các bạn độ phụ kiện lên á. Rồi cái phiên bản kế bên Như ha, cái phiên bản kế bên Như, phiên bản này thì nó sẽ cũng tương tự như cái phiên bản trắng đen thôi, nhưng mà em nó được pha thêm một xíu màu cam nữa này đó, một xíu có họa tiết dưới này ha, cho nên em này sẽ là cà vẹt là màu trắng, trắng đen cam nha các bạn nha. Đó, và em này thì được độ lên nhiều phụ kiện hơn một chút xíu, bản tên titan nè, rồi full ốp viền titan nè, rồi ốc ghi đông tay thắng nữa ha, đó vân vân. Là hai cái phiên bản này là hai cái phiên bản mà hiện tại bên Như đang bán chạy nhất ha. Rồi kế bên là phiên bản màu xám đen cá mọc ha. Em này thì khá là ngầu, em này khá là ngầu rồi, cho nên là bên Như chưa có lên nhiều phụ kiện đó, nên là bạn nào mà thích gắn thêm cái gì đó thì các bạn liên hệ, khi mà các bạn đến cửa hàng mà có liên hệ trước cho Như ha, và mua xe trực tiếp tại cửa hàng thì các bạn sẽ được tặng một cái voucher giảm 50% khi mà các bạn lắp phụ kiện đi kèm ha. Thì ví dụ như bộ phụ kiện của mình là 1 triệu chẳng hạn thì chỉ còn có 500.000 thôi đó. Rồi kế bên một phiên bản, cũng hai phiên bản rất là hot nữa ha, là màu xanh lục bảo với là đỏ candy đó. Hai phiên bản này thì phải nói là không thể nào thiếu rồi đó, tại vì Như thấy là lúc nào cũng vậy, hai em này từ cái lúc mà có dòng Sonic rồi thì Như thấy là hai em này luôn luôn cháy hàng liên tục ha đó. Rồi và nãy giờ hình như quên báo giá cho các bạn nữa, thì hiện tại tất cả các phiên bản màu sơn 3D này bên Như hiện tại đang bán với mức giá là 58 triệu đồng giá với nhau nha. Các màu sơn 3D đều đồng giá là 58 triệu cho các phiên bản này. Và bạn nào mà đang dự định mua góp thì các bạn có thể trả trước từ 12-13 triệu trở lên. Đặc biệt là bạn nào mà đang có dự định mà mua mà mình lấy cà vẹt gốc thì mình trả từ 40% là các bạn đã có thể sở hữu ngay cà vẹt gốc rồi. Thì nói chung là các bạn cứ thử sẵn trong người tầm cỡ từ 20-25 triệu đi, là các bạn đã có thể làm hồ sơ mua xe với cái lãi suất ưu đãi, và kèm theo là mình nhận ngay cái cà vẹt gốc luôn ha. Rồi kế tiếp là Như có hai cái phiên bản Satria màu sơn 3D. Satria này thì hiện tại là bên Như đang bán với mức giá tư nhân là 57.500.000 nha các bạn. Và kế tiếp là hai cái phiên bản màu đỏ candy nữa ha. Rồi kế tiếp là phiên bản màu tím sữa, và trong cùng là phiên bản màu xanh đọt chuối ha, hay là xanh lá mạ gì đó, nó nhiều bạn gọi cái tên gì đó thì Như không biết, nhưng mà trên cà vẹt bên Như sẽ ra tất cả đều là xanh đen nha, còn tím sẽ ra là tím đen ha. Thì các cái phiên bản này nãy Như có nói cho các bạn á, là đều đồng giá là 58 triệu ha. Rồi mình nghĩ ra phía sau Như mình xem thêm một phiên bản nữa, là phiên bản màu xanh xi măng. Phiên bản đó thì Như cũng phải nói luôn, tại vì tất cả hầu như là những cái màu này toàn là màu hot thôi các bạn ha. Rồi các bạn lia máy mình xem thêm ha, một cái phiên bản nữa là màu trắng cam đen ha. Đó, hoặc là trắng cam, trắng cam đen gì cũng là em nó đó ha. Giá cũng đồng giá là 58 triệu luôn. Đó, Như cho các bạn xem tất cả các mẫu bên Như ha. Satria với lại Sonic luôn. Đó, Satria đỏ candy nè, Satria màu
xanh dương nè, đó rất là nhiều ha. Ở đây thì còn thêm một em satri màu titan nè, đó em này thì khách có khách cọc rồi ha, bạn nào mà đang dự định mua thì liên hệ Như ha. Rồi em này một em satri rất là đẹp nữa, em này được biến tấu từ cái phiên bản Sonic này nè, màu trắng đen ha, kết hợp với lại, nhưng mà Như thấy cái mẫu này được kết hợp đẹp hơn á, một số cái họa tiết chữ màu vàng kết hợp với lại màu đỏ ha, nhìn nó nổi hơn. Rồi ở đây thì Như có thêm một em màu Sonic xanh ngọc với lại Sonic màu cam đen ha, tất cả đều đồng với mức giá là 58 triệu cho cái phiên bản sơn 3D đối với dòng Sonic, còn dòng Satria tư nhân là 57.500.000 đối với lại cái phiên bản Satria tư nhân ha. Bạn nào mua góp thì chỉ cần trả trước dùm Như từ 12 cho tới 15 triệu trở lên là được nha. Đó, còn bạn nào mà có khả năng mình trả trước càng nhiều thì lãi suất mình càng thấp ha, và hồ sơ lại càng dễ duyệt hơn. Và các bạn chỉ cần mang dùm Như căn cước công dân gắn chip, bạn nào có bằng lái xe, sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế công ty cấp thì các bạn vân vân, các bạn cứ mang theo giúp Như để Như làm hồ sơ cho các bạn dễ dàng hơn. Thì đó là Như đã vừa hỗ trợ anh đi lùi xong. Thì đó là Như đã vừa hỗ trợ cho các bạn xem một số cái phiên bản sơn 3D màu mới nhất bên Như ha. Thì có nhiều bạn hỏi Như về cái phiên bản zin, Như là màu nhiều bạn hỏi nhiều nhất là cái màu trắng đỏ mâm đỏ racing nè, rồi màu đen nhám với lại đỏ trắng á, thì ba cái phiên bản đó là ba phiên bản nguyên zin. Riêng màu trắng đỏ mâm đỏ racing là phiên bản đặc biệt thì nằm với mức giá 58 triệu luôn. Còn màu đen với lại đỏ đen á thì nằm với mức giá là 56 triệu thôi ha. Và các bạn chỉ còn mua gói trả trước giống như nãy Như có nói á, là từ 12 tới 15 triệu trở lên nha, và mang đầy đủ giấy tờ giúp Như là mình đã có thể sở hữu ngay rồi. Và đặc biệt là bạn nào đến cửa hàng mà có liên hệ trước với Như hoặc là nói là có biết Như qua kênh YouTube thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá từ 500 cho tới 1 triệu đồng ha. Và cái chương trình này thì nó sẽ áp dụng, nó tùy vào cái thời điểm nữa, cho nên là bạn nào mà đến cửa hàng mà liên hệ trước thì các bạn nhớ nói giúp Như nha, là nhớ nói là có liên hệ trước giúp Như ha. Và số điện thoại để các bạn liên hệ là 0981574745, số này Như cũng có sử dụng Zalo luôn. Và hầu như là các cái mẫu xe Như cập nhật lên liên tục hàng ngày luôn. Nhiều khi hôm nay Như quay là thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6, nhưng mà nhiều khi 2-3 hôm nữa thì có thể là Như sẽ cập nhật thêm một số màu nữa ha. Chẳng hạn như đây Như có thêm một số màu nữa cho các bạn, như là Sonic màu hồng đen nè, đó rồi Rider nè, đó rất là nhiều luôn. Cho nên là bạn nào mà đang dự định mua thì tốt nhất các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho Như, mà các bạn thấy Như chưa trả lời các bạn cứ gọi trực tiếp vào cho Như ha. Cứ gọi từ 7:30 sáng cho tới 8:00 tối là lúc nào Như cũng có trực điện thoại hết ha. Thì Như sẽ hỗ trợ gửi mẫu cho các bạn xem liên tục luôn nha, để các bạn chọn mẫu để mình đến cửa hàng. Nhiều khi bạn nào mà ở xa các bạn thích cái mẫu đó thì các bạn nhớ liên hệ trước để Như kiểm tra xem còn mẫu còn hàng thì các bạn đến cửa hàng ha. Cảm ơn các bạn nha. Và cửa hàng của Như thì nằm trên đoạn đường DT741, khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Thì các bạn cứ liên hệ cho Như để Như gửi định vị cho các bạn, để các bạn đến cửa hàng chính xác hơn nha. Cảm ơn các bạn, bye bye.